xin chào mọi người. Hôm nay thì em lại quay một cái video về hai con chó màu vuông lông nhà em dành cho những anh mà thích cái cục dữ. Chó nó cực kỳ dữ. Cực dữ chứ phải là dữ luôn. Hai con này thì nó dữ một cách điên cuồng luôn. Thế bây giờ em bắt nó ra rồi em test thần kinh cho các anh xem cái độ dữ, độ cắn đồ của điên nó. Luôn em phải là dữ nhá. Điên rồ của nó. Hôm nay em có một cái đơn đi Thái Nguyên đây. Còn đơn này đi Thái Nguyên. Bọn này á không cần phải thò tay vào, em chỉ cần đưa cái rẻ vào nó cắn phát là nhấc ra. Đây một con nữa đây. Nó bao giờ cũng là hai con cắn đầu tiên. Hai con này phải gọi là siêu dữ. Anh chết. Đây là. Quá thật rồi. Đấy để cho các anh nhìn rõ. Dữ cực kỳ luôn. Đây là cầm thấp. Điên cuồng luôn ý. Đây là màu vào Mexico ạ. Chỉ có rách vải thôi. Chứ không bao giờ có chuyện giả. Rách vải thì thôi. Cái đàn này bắt đầu lông nó lên đẹp rồi nhỉ? Ừ đúng rồi. Lông này nhé, nó đang thay. Bây giờ nó đang mọc lên đẹp lắm. Thật luôn, các anh ai mà thích cái đàn gọi là cực kỳ dữ ấy. Đây, rách cả cái vải rồi. Cắn thật vật vật. Ồ, cắn kia. Quê đấy. Dữ cực kỳ luôn. Dữ luôn. Đây cắn này. Các anh nhìn này. Đây là hai con này, một con đực một con cái. Hai cái chứ. Mà đến cái mức mà con khác con to hơn còn sợ không dám ăn cùng. Kia là để anh chị ăn xong rồi đến lượt các em ăn non ăn kỹ hả? Có cái chai đâu, Phương lấy chai này. Mình mà như này còn đơ bố rồi. Đi hè trên sâu, đổ theo cái chai luôn. Mình mà như này còn đơ hình đúng không? Nó vào không nắng, nó vừa ăn no xong.